Thưa quý vị, Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về đề án chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý là trong gói chính sách này, Chính phủ đề xuất giảm thuế suất, thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trong năm 2022. Trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng đã giảm sút sau hơn 100 ngày giãn cách ở nhiều cấp độ, đề xuất này đang nhận được nhiều hưởng ứng từ phía doanh nghiệp và người tiêu dùng. Theo các chuyên gia, việc giảm thuế giá trị gia tăng mặt hàng nào, ngành nghề nào cũng cần cân nhắc để đánh trúng vào mục tiêu kích cầu tiêu dùng. Không chỉ giảm thuế VAT, các doanh nghiệp còn kỳ vọng có những phương pháp giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất. Theo đề xuất, việc giảm thuế VAT được cho là nhằm đảm bảo đúng mục tiêu kích cầu, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển để góp phần trở lại cho ngân sách nhà nước cũng như nền kinh tế. Đề án nêu ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm các giải pháp tổng thể mở cửa nền kinh tế gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19, đầu tư nâng cao năng lực y tế, an ninh xã hội và hỗ trợ việc làm, hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hỗ trợ xã, hộ kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó, gói tài khóa tiền tệ để hỗ trợ thực hiện chương trình sẽ bao gồm tổng quy mô tài khóa là 291.000 tỷ đồng, phần ngân sách nhà nước là 240.000 tỷ đồng. Chính phủ dự kiến miễn, giảm thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí phải nộp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là 61.000 tỷ đồng. Việc giảm thuế dự kiến sẽ loại trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang có lợi thế phát triển là viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng. Với phương án này, Chính phủ dự tính sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 49.400 tỷ đồng thực hiện trong năm 2022. Ngoài ra, Chính phủ dự kiến sẽ tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2022 như đã áp dụng trong năm 2021, điều chỉnh thuế nhập khẩu với nhiều mặt hàng để hỗ trợ doanh nghiệp, giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong thời gian 6 tháng, giảm thu khoảng 35 khoản phí và lệ phí. Gói hỗ trợ cũng dự kiến chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước là 176.000 tỷ đồng chỉ sử dụng để chi đầu tư phát triển, bao gồm đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp vùng, viện và bệnh viện cấp trung ương, chi cho các dự án đầu tư công. Đối với chi cho hỗ trợ an ninh xã hội, lao động và việc làm sẽ thực hiện trên cơ sở hỗ trợ lãi suất để vay vốn, cấp bù lãi suất và đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp các cơ sở bảo trợ xã hội, đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm. Gói hỗ trợ cũng thiết kế chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đặc biệt là các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như hàng không, vận tải, du lịch lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông, lâm, thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ. Về đầu tư phát triển hạ tầng, gói hỗ trợ dự kiến sẽ tập trung vào các lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, gồm đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, một số tuyến cao tốc, tuyến nối các cửa khẩu, quốc lộ, dự án đảm bảo an toàn hồ chứa, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, thích ứng biến đổi khí hậu, thực hiện chuyển đổi số, hạ tầng số. Đồng thời, gói hỗ trợ cũng dự kiến bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 khoảng 6.600 tỷ đồng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất.